Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thiện Tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni, trước hết chúng con thành tâm hướng về quý ngài, xin đảnh lễ và niệm ơn quý ngài đã tạo duyên cho chúng con và trợ duyên cho chúng con trong buổi chiều hôm nay tại tỉnh Sáng Ngọc Phúc. Đặc biệt là thượng tọa trụ trì là người đứng ra tổ chức để cho chúng con có được một buổi chiều chủ nhật hôm nay. Mặc dù trời chuyển lạnh, có mưa gió, nhưng mà gió mưa không đủ sức để cản trở tấm lòng cầu học của chúng con, mà tất cả chúng con được có mặt trong giờ phút này tại tỉnh Sáng Ngọc Phúc, tỉnh bang New Jersey, Hoa Kỳ. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thấy đại chúng đông vậy là khỏe hơn nữa. Thưa đại chúng, hôm nay là chiều chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2024. Bữa nay có ai sinh nhật ngày này không? Happy birthday. Pháp Hòa được biết có một em tên là Emily Ma. Em pháp danh là Chánh Phúc. Hôm nay là sinh nhật của em, 13 tuổi. Và hồi sáng nay có được gặp ở trên chùa Thiền viện Thanh Từ. Và sẵn đây thầy, I wish you a happy birthday. Thưa đại chúng, hôm nay chiều chủ nhật, tất cả chúng ta quy tụ về tỉnh Sáng Ngọc Phúc. Cách đây gần 10 năm Pháp Hòa có về đây một lần, mà lúc đó không phải là tỉnh Sáng Ngọc Phúc mà hình như là chùa Kim Sơn. Lúc đó là chùa Kim Sơn, và Pháp Hòa có giảng ở đây một lần gần 10 năm về trước. Và lần này trở lại thì chúng ta ở trong một cái chu viên to rộng hơn với tên mới là Ngọc Phúc. Ngày hôm qua Pháp Hòa được thầy trụ trì ở Thiền viện Thanh Từ dẫn đi thăm tu viện, và đặc biệt là đến chụp hình một cái dàn dây bầu, dây mướp, dây khổ qua mà thiền viện đã trồng rất là đẹp. Thì khi mà nhìn thấy cái dàn dây bầu đó thì Pháp Hòa nhớ trong kinh này thật ra cũng không phải là một quyển kinh, mà là một quyển vấn đáp giữa một ông vua và một vị tỳ kheo. Thì trong đó có một cái đoạn nói về cái dây bầu, tức là trong đó mới diễn đạt là khi mình chúng ta trồng cái dây bầu á, thì đầu tiên chúng ta để cái hạt bầu xuống đất, và cây bầu nó từ đất nó vươn lên, và từ cái vươn lên đó nó mới leo dần lên cái vách, rồi nó đi lên theo cái sóng cây mà chúng ta chuẩn bị, rồi từ đó nó lan cái dây bầu ra. Thì thưa đại chúng, cái dây bầu đó, quý vị ở đây ai trồng bầu, trồng bí, trồng các cái loại trái mà nó có dây đó, thì mình sẽ thấy cái cách lên của nó. Thì ở trong đó mới dạy là cái người tu của mình cũng giống như là một cái dây bầu vậy đó. Mình cũng phải đi từ thấp lên, dần lên, lan tỏa ra. Và mình làm sao mình có thể mình vươn lớn lên và lan tỏa ra, từ đó cái dây nó leo và nó trùm khắp, nó che mát. Tự nhiên trồng một cái dây ăn trái mà nó có cái khả năng nó che mát luôn cho những ai ngồi ở dưới cái bóng đó. Có nhiều khi người ta trồng trên một cái giàn á, ta làm luôn cái giàn cho nó mát. Thì cái người tu của mình cũng vậy. Mình tu như thế nào, mình sống như thế nào mà từ thấp lên cao. Nếu mình nói theo thế gian á, là mình từ nhỏ cho tới lớn, mình học như thế nào, mình sống như thế nào để mà mình vươn lên, mình bám vào những cái dây đó. Nhưng mà mình không có trụ như vậy, mình lan ra. Chẳng những mà mình cho được cái trái, mà mình luôn cho được cả cái bóng mát.
Thì nếu mà đứng trên phương diện tu tập á, thì chúng ta cũng sống như thế nào, tu tập như thế nào, từ ở một cái chỗ rất thấp mà chúng ta lên. Vì cái đầu tiên nhất là chúng ta phải xây dựng cái gì? Chúng ta phải xây dựng một niềm tin. Tại vì người mà không có niềm tin thì không thể thành tựu được bất cứ việc gì trong cuộc sống của mình, không luận là chuyện tu hành. Một người học sinh mà không có niềm tin ở khả năng học của mình thì mình cũng không thể có kết quả được. Hôm qua Pháp Hòa có gặp mấy em học sinh đang trong đại học, thì các em hơi bị căng thẳng và gần như một chút xíu stress hay là depression vì cái sự học của mình. Thì khi Pháp Hòa nói chuyện với các em thì Pháp Hòa hỏi, thì các em nói các em đang đi học nhưng mà rất lo, rất lo. Thì Pháp Hòa nói như thế này: cái chỗ học của mình đó, nó như mình đang ở trong biển vậy đó. Hay là cái chỗ học nó cao giống như ngút trời vậy đó. Nhưng mà cái quan trọng là cái ý chí muốn học, your intent, your study is hard, is high, but if you have the intent to study, it's like a ladder. Mình có cái ý chí thì giống như cái thang mà leo lên vậy. Người ta chạy, người ta tới nhanh, mình đi bộ, mình cũng tới, tới chậm thôi. Cái vấn đề là chúng ta có cái ý chí đi học. Thay vì học 4 năm, mình học 5 năm, 6 năm cũng được nữa. Tại vì đó là khả năng của mình. Mà đừng bao giờ cho mình một sự căng thẳng, đừng bao giờ cho mình một sự nặng nề. Mà cái vấn đề ở đây là chúng ta có cái ý chí muốn cải thiện, muốn làm tốt. Trong tình cảm gia đình có nhiều khi có những rạn nứt, làm sao một ngày một buổi mà nó trở lại như xưa được. Chúng ta phải có cái thời giờ để làm cho sự việc nó tốt hơn. Cái quan trọng là mình có tấm lòng muốn sửa chữa hay không. Thưa đại chúng, mình có một người con, một người em, một người thân trong gia đình đó, mà mình muốn chữa họ không phải dễ. Tại vì cái cây á, mình uống, nhưng mà con người đâu phải dễ. Mình vừa đưa họ qua đây là họ đã quẹo chỗ khác rồi, chưa nói là họ có cái tánh đối nghịch với mình nữa. Quý vị có bao giờ mà đi chung xe với vợ chồng đối nghịch không? Ông chồng đang lái xe, bà vợ nó quẹo phải ông, ổng quẹo trái. Bà vợ biểu quẹo trái ông, ổng quẹo phải. Bà vợ tức mình hỏi nói gì hết. Bữa khác ổng đi nhầm, đi lộn, ổng mới cự nó sẽ bảo nói. Nó tôi nói ông nghịch với tôi khỏi nói. Sao nhiều khi sống chung rồi mùi mẫn không còn, còn mấy chuyện đó cho vui nhà vui cửa vậy. Thì nói đùa như vậy, nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc là cái niềm tin của mình đó, nó quan trọng lắm. Cho nên mình phải có đủ 6 đức tin. Thứ nhất là tin mình, tin người. Mình phải tin bản thân mình. Mình phải tin là mình có khả năng làm được việc đó. Dù không thành công 100%, dù không tốt đẹp như người, nhưng mà ít ra mình đã thể hiện được 5, 7, 1, 2, bất cứ cái hình thức nào. Nhưng nó cũng cho mình một cái ý chí, một cái phấn tấn là chúng ta đã làm được. You made it. Thành thử ra thí dụ như mình tin, mình nóng giận, mình tuyên bố một câu là tôi khó kềm chế cái nóng giận của tôi lắm. Mỗi lần tôi nóng là tôi phải la. Hôm nào mình nóng mà mình đi chỗ khác, mình đừng la, dù chỉ một lần đó thôi, mình cũng tự khen mình, you made it, hôm nay mình làm được việc đó. Thường mình ít khi nào mình chào ai trước lắm, người ta phải chào mình trước. Hôm nay mình tự động mình tới chào được mọi người, xong cái mình tự vui với mình là mình đã làm được. Mình hãy cho mình một cái niềm tin và sự thực tập. Tất cả nó tùy vào cái chí nguyện của chúng ta. Cho nên trước hết mình phải có niềm tin. Mình gieo một cái hạt mà mình không tin là cái hạt này nó sẽ lên. Mình không tin mảnh đất này nó sẽ
giúp được cho hạt giống này nảy mầm lên cây. Mình cứ giấu cái hạt, đất thì phì nhiêu mà không chịu trồng. Có hạt mà không chịu trồng có phải mình phí không? Mình có hội đủ những nhân duyên mà. Cho nên mình đừng tin là mình không làm được. Có nhiều vị nói thôi tôi tu cũng được đâu, tôi còn dữ lắm, thôi tôi tu cũng được, tôi còn sân si lắm. Mình đừng có tin mình chỉ có đó không. Mình tin là mình chịu khó thì mình sẽ giảm sân si. Dù hết thì không nói, nhưng mà có giảm. Cho nên cái quan trọng là chúng ta có được cái đức tin đó. Cho nên người Phật tử tu tập phải có niềm tin. Nhưng mà ở đây chúng ta không có một cái gọi là mê tín, mà trước hết chúng ta tự tin với chính mình là mình sẽ làm được những cái công việc mà người ta làm. Dù mình không có trọn vẹn, nhưng ít nhất mình cũng đã thể hiện được một chút gì trong cái niềm tin của mình, và từ đó nó xây dựng. Nếu mình không có niềm tin thì mình không làm được việc gì hết. Có nhiều người học cắm hoa, tài chưa có khéo, nhưng cứ cắm, cắm riết rồi mình sẽ khéo. Nấu ăn cũng vậy, làm việc gì cũng vậy. Không bao giờ, hiếm có người nào làm một lần mà được. Những người đó như là có sẵn cái bản, cái khả năng, giờ chỉ nhắc lại thôi. Còn ở đây chúng ta là người thực tập, cho nên phải có một niềm tin thì mới làm được việc. Điều thứ hai, mình niềm tin rồi thì mình vâng theo cái giáo pháp. Cho nên mình đi học Phật, mình nghe pháp để làm gì? Để mình nương vào giáo pháp mình lên. Mình không biết làm gì hết. Phong vào ví dụ như vậy nè. Mình mới bắt đầu đi chùa thì mình phải tập cho mình một cái thói quen. Tới chùa trước hết vô lễ Phật. Lễ Phật ba lễ. Khỏi cần thắp nhang. Ai thắp rồi mình khỏi thắp. Không nhất thiết mình phải thêm cây nhang. Còn nếu chánh điện không có hương, mình có thể thắp một cây. Nhưng mà cái quan trọng là ba lạy. Vì ba cái lạy đó nó giúp cho mình hướng tâm về Phật, về Pháp, về Tăng. Và cái lạy đó không có nghĩa là mình vái lại hay là mình cầu nguyện một vị nào, mà tượng của Đức Phật là một cái hướng để cho mình hướng tâm. Và mình lạy đó để biểu tỏ lộ sự cung kính, và đồng thời nó giúp cho mình dẹp được cái cống cao, cái ngã mạn. Tại sao Phật giáo lạy mà phải một người xuống? Đó là chúng ta hạ cái bản ngã của mình xuống tới cái mức tận cùng nhất. Nhưng mà trước khi mình hạ cả cái ngã của mình á, thì mình làm cái gì với bàn tay của mình? Mình chấp cái tay này và mình đưa lên đây nè. Mình đem cái chí nguyện của mình vươn lên. Cho nên thường trước khi lại là đưa lên trán, phải không? Rồi đi ngang xuống đây, rồi mới hạ xuống. Vậy thì trước, nhưng mà trước đó tay mình chấp ở đâu? Chấp ngay đây. Chấp ngay đây là thân thanh tịnh. Lên tới đỉnh này là ý thanh tịnh. Đi ngang cái miệng mình là khẩu thanh tịnh. Chỉ có một bàn tay mình thôi mà ba nghiệp thanh tịnh. Cho nên lấy cái điểm này nè, đưa lên tới đây, đưa tới đâu để mà đúng. Lấy cái này đưa lên tới ngay trán đây. Đây là gì? Cái hào quang, cái điểm quang của mình. Nhiều người không biết mình đưa lên tuốt trời. Có người thì đưa. Vậy thì bây giờ muốn đưa làm sao để cho nó ở cái mức trung bình của nó, đúng mức của nó. Lấy cái tay này chấp ngay đây, và khi đưa lên, và khi quý vị lạy xuống, mọp xuống rồi, ít nhất một hơi thở. Mọp xuống, hít vô, thở ra, để mình đủ cái thời gian phủ phục, trải lòng. Mà nếu như mọi người mà cùng ăn rập như vậy đó, tự nhiên đạo tràng thanh tịnh, trang nghiêm liền, ai cũng lên xuống nhịp nhàng. Còn không có cái đó coi, đứng sao nhìn coi trời, như gò. Người lên, người xuống, người lên, người thấp, người cao. Nó không có đều. Còn không thì phải lấy cái tiếng chuông làm chuẩn. Bon,
mọp xuống, nhập chuông, đứng dậy. Nội cái lễ Phật thôi, nó cũng phải nhịp nhàng như vậy. Để làm gì? Để nói lên rằng tất cả sự việc trong cuộc sống của chúng ta, mỗi việc gì chúng ta làm, nó phải có đầu, có đuôi, có khoảng giữa, nó nhịp nhàng để nó nói đến sự thành tựu. Nấu cơm phải có nồi, có gạo, đổ gạo vô vo, một nước, hai nước tùy mình đó. Rồi sau đó nước cuối cùng là nước để nấu, chứ đâu có ai đổ gạo vô nấu xong mới đem ra vò cơm đâu. Kêu vo gạo chứ đâu kêu vo cơm. Nấu một nồi cơm cũng phải theo công thức, từ bước từng bước như vậy. Quý vị để ý, không có một cái gì trong cuộc sống của mình mà nó không có những cái step, từng cái bước. Cho nên ở đây người ta bán đồ cho mình mua về mình tự ráp, người ta ghi instruction 1, 2, 3, theo công thức đó ráp được hết. Bao nhiêu đó thôi. Mà mình thấy rằng thế gian mà người ta có cái khối óc, người ta suy nghĩ ra được cái cách, không cần thợ thiết gì hết, mình cứ theo đúng công thức đó là nó ra việc thôi. Ở đây cũng vậy, huống chi là một sự tu tập không có công thức. Thì cái công thức của mình là gì? Trước hết phải có niềm tin và lòng cung kính. Cho nên cung là phải kính. Cung là gì? Cái cung đó nó nói lên cái kính. Cho nên mình gặp khách không cần biết chào anh, chào chị. Hôm qua có một em, nó đạo chúa, nó vô nó hỏi con không có lại Phật, tại vì con không được lại như vậy, là giống như mình pray tới một vị God khác vậy đó. Phật nói không, Phật giáo không có cái đó. Con có tới đây con cúi đầu chỉ là một sự cung kính, giống như thầy gặp con thầy cũng cúi đầu, vì đó là cung kính. Mình có kính mới có cung, nghĩa là mình có kính người đó, mình mới cong người mình lại. Cho nên kính mới cung, cung mới kính. Cho nên cúng là phải kiến, cúng kiến mà. Cúng là cái tấm lòng, nhưng bày cho đẹp gọi là kiến. Mình cúng cho người thân mình dỗ là cúng, thêm mâm cho ông bà là kiến. Dọn mà ta ăn được mới là cúng, chứ dọn ta nhìn không ta đi xuống kêu kiến thôi. Vậy thì cúng kiến là vậy thôi, cung kính là vậy thôi. Mình có kính thì sẽ cung, mình kính ai thì mình sẽ cúi đầu. Như vậy thì Phật đâu phải thần linh gì, nhưng mà nói về cái tuổi tác thôi, Ngài cũng hơn mình. Vậy thì Phật tử mình vào nhà thờ mình cúi đầu được không? Được, không sao hết. Pháp Hòa đi giảng nhà thờ hoài gì? Tại vì có nhiều nơi mình tới, người ta mượn thánh đường, mượn lễ đường để mà giảng. Mình được phép vô đó ngồi đó giảng là phước mình rồi. Cho nên bước vô đó cúi đầu trước thánh giá, trước tượng Chúa con cái, rồi mình bắt đầu sinh hoạt. Nó không phải là, cái đó là biểu lộ sự cung kính. Người thế gian mình gặp nhau mà mình còn cung kính được kiểu vậy, huống chi là các bậc như Đức Chúa, như Đức Phật, như các bậc thánh hiền. Mình phải có cái tâm đó trước, mình mới tiếp nhận tất cả lời dạy được. Mình không có cái tâm đó, giống như đất khô, ai rưới vô nó không thấm. Bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, một người nào mà không có lòng muốn học, rồi mình nói gì người ta cũng đâu nghe. Người có lòng muốn học, mình nói ta mở lòng ta nghe. Còn không ta nói, biết rồi, nói vậy được rồi, đại khái vậy được. Lúc nào người ta cũng có cách, người ta chấm dứt cái câu chuyện của mình, vì người ta nghĩ sao, ta biết rồi. Nhưng mà rốt cuộc không có gì để biết hết. Cho nên cái gì cũng biết hết, mà đụng chuyện là hết biết. Cho nên sự tu tập, cuộc sống của chúng ta hàng ngày, nó không có cái gì có thể xây dựng được nếu chúng ta không làm từ cái nền tảng đó. Cho nên mình phải xới, mình xới đất.
Phật có dạy một cái bài kinh gọi là tâm hoang vu. Và Phật ví dụ cái tâm mình giống như một khu rừng vậy đó, hoang vu lắm. Nhưng mà muốn xây dựng, muốn khai thác khu rừng đó, trước hết mình phải phải cắt cây, phải đào đất, phải làm cho miếng đất nó màu mỡ. Thì cái tâm của mình cũng vậy. Cho nên bước thứ nhất có niềm tin, bước thứ hai lòng cung kính. Mà có cung kính là sẽ có mở lòng để học, và có vâng theo cái giáo pháp đó, và tự nhiên mình có được cái thân chứng. Thân chứng là gì? Mình cảm nhận được cái chỗ đó. Cho nên ở đây chúng ta gọi là chứng. Chứng là gì? Là mình nhận biết cái đó mà người khác không thể biết. Pháp Hòa nói ví dụ như ở ngoài Bắc á, các vị mời mình uống nước á, thay vì người ta nói mời uống nước, ta nói gì? Con mời thầy chứng nước. Tức là thầy cầm ly nước lên, thầy uống ly nước này và tự thân thầy hiểu được nước này nóng, lạnh, ngọt, mặn như thế nào, thầy biết. Chứng nước. Cho nên cái chứng là người đó chứng nhận được cái chỗ đó mà người ngoài nhìn không biết. Cho nên như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri, như người uống nước lạnh nóng tự biết. Người khác làm sao biết mà nó. Cho nên mình không thể nhìn cái của người ta tu mà mình nói được. Tại vì mỗi người sẽ có một cách khác nhau. Cho nên mình không thể nhìn mà mình đoán được. Vì trong cuộc đời này có những người hiện cái tướng phàm nhưng mà tâm họ thánh. Cái này trong Phật giáo gọi là gì? Ngoại hiện phàm phu, nội bí Bồ Tát. Còn không thì ngược lại là ngoại hiện Bồ Tát mà nội bí phàm phu. Cho nên có những người nhìn rất phàm phu nhưng họ trong tâm họ cái chất thánh rất cao. Là gì? Cái chất thánh là gì? Cái cách sống vượt bình thường, vượt cái tâm thức của con người. Ví dụ như mình á, ai tốt với mình tốt lại, thì cái này là gì? Thương. Ai mắng mình mắng lại, ai sao thì mình đối lại. Hãy đối thì đã tôi, đối thì sao tôi đáp vậy, thì cái này thường. Nhưng mà anh không đối với tôi như vậy mà tôi vẫn đáp với anh như vậy, cái này là phi thường. Vậy thì cái chữ thánh là gì? Nó vượt hơn phàm một chút thôi. Vậy thì mình tu á, mỗi ngày đó mình nói mình muốn làm thánh, không có gì lạ đâu, sửa chữ thôi. Thí dụ ha, mình được làm trưởng ban nấu ăn, thì bây giờ người ta vô, người ta phụ mình á, người ta sẽ rất hoan hỷ người ta phụ nếu mình đổi chữ sửa gì cũng thôi. Chị hoan hỷ giúp giùm tôi cái này, rảnh không? Làm cho tôi cái này coi. Cũng một câu nói đó, cũng một cái ý muốn nhờ, nhưng cách nói của mình làm ta muốn đứng dậy ta không rảnh. Nhưng nếu mình nói như thế nào mà người ta cảm nhận. Cho nên có một cô đó, cổ nuôi con, cổ dạy con mà dạy hoài nó không nghe. Cổ mới lên chùa cổ hỏi thầy, sao con dạy hoài con nó không nghe, mà con thấy thầy trên chùa thầy nuôi mấy chú tiểu hay quá, thầy nói đâu mấy chú nghe đó. Thì vậy thầy mới hỏi, thường lệ cô kêu con cô làm công việc, cô nói thì sao? Dạ sáng ngủ dậy cái con làm cho nó không tăng. À, đi học về á là phải về nhà đúng giờ nghe không, rồi nấu ăn rửa chén nghe không, quần áo giặt nghe không, phải này phải kia, con phải quá trời luôn, mà về tới nhà không có gì xong hết. Ông thầy mới nói đúng rồi, tại cô xài chữ phải đó. Bây giờ cô đổi chữ coi. Con đi học về, con giúp mẹ rửa chén, con nên dọn cái phòng của con cho nó sạch, con nên mở cửa sổ cho phòng con nó thoáng, mùa đông con nên để cái khăn ngay đây, để ông thôi tuyết nó tan, ông nội ông ngoại đi nó té. Chữ nên là gì? You should. Please help me. You have to. Hai cái chữ you have to,
tự nhiên nghe đó, tại sao tôi phải have to. Thành thứ là cũng cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng từ, mình làm cho cái feeling, cái cảm nhận của cái người đó ở cái mức độ khác. Vì cái cách mình phát âm ra, người ta gọi là âm hưởng đó. Cái âm mình phát ra, nhưng mà cái ngân nga đó là hưởng. Giống như mình hát cải lương vậy đó, mình hát xuống câu, mình dâng dài ra, cái đó là âm nó dứt rồi cái hưởng ngân 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 vậy đó. Giống như mình tụng kinh vậy đó. Chỉ đa ga lệ ta ba ha, có ba chữ ta bà ha mà nó dài vậy nè. Thì cái chữ ta bà, cái chữ mà nó ngân 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 đó gọi là hưởng. Thì cái âm hưởng đó mà thường người ta nhớ là ta nhớ cái đó. Trời ơi, cái cô đó cổ hát giọng cổ hay, hỏi sao cổ xuống câu nghe nó ngọt. Tại sao nguyên câu giọng cổ người ta không nghe mà ta chỉ nghe khúc cuối thôi? Tại ta nghe cái âm hưởng đó, ta nghe cái âm điệu của cuối cùng đó. Cho nên ông gì, ông Khổng Minh trước khi ông chết ông cũng nói câu đó. Con chim nó sắp chết, tiếng nó nghe bi ai, người sắp chết nói ra lời lành. Điểu chi tương tử, kỳ thanh giả ai, nhân chi tương tử, kỳ thanh giả thiện. Người mà sắp chết nói lời lành thì cái lời cuối cùng đó nó lưu lại trong lòng người. Cho nên mình nói câu gì đó, nói tràn gian đại hải, nhưng cuối cùng cái kết luận của mình, cái kết thúc của mình làm cho người khác cảm nhận tất cả những gì muốn nói nó gom ở trong cái câu đó thôi. Và người ta không nhớ ý tứ gì, người ta nhớ khúc cuối kết lại. Cho nên một cái bài văn mình viết cũng mở đầu rồi thân bài rồi kết luận. Cho nên cuộc sống của chúng ta có một niềm tin, thân chứng được cái đó. Và khi chúng ta có hành pháp, có học pháp, có hành pháp, thì mình sẽ có được cái thân chứng, cảm nhận được. Cho nên Pháp Hòa tin rằng đại chúng nghe pháp, ứng dụng pháp, và quý vị có được một kết quả ít nhiều trong cuộc sống. Bởi vậy chỗ nào có thuyết pháp mình đến mình nghe. Tại vì sao? Tại vì mình có nghe pháp, học pháp, hành pháp, và mình có được cái kết quả, cho nên mình mới tiếp tục đi nghe pháp. Hôm qua giờ ở trên thiền viện, các vị lên thăm, con nghe pháp, con chuyển được rất nhiều, và nhờ những bài pháp của quý thầy, quý cô. Cho nên thưa đại chúng, từ đó mới xác định cho chúng ta, cây bầu không thể có trái nếu nó không từ cái hạt, và nếu nó không có những chỗ nó tựa nương, phải không? Tựa nương để nó vươn lên. Thì mình cũng thế, mình cũng là một cái người sơ cơ mới vào tu học, mình cũng tựa nương từng lời kinh tiếng kệ. Thí dụ mình muốn tụng cho nhịp nhàng phải nhờ cái chuông, cái mõ. Mình muốn trang nghiêm thân mình mượn nhờ nương cái áo tràng. Mình muốn tu tập dễ mình nương vào chùa viện mình tu. Cho nên nhờ cái mình ở trong cái đạo tràng đó, cho nên mình tu tập nó tốt hơn. Qua cái câu chuyện mình nhìn cái dây bầu, dây bí, dây khổ qua nó leo, và có được một cái bài pháp ở trong kinh. Và quý vị thấy tất cả những cái dây nó nương, mình tu tập cũng nương như vậy, phải không? Thì đó là cái điều Pháp Hòa muốn nhắc nhở và chia sẻ với đại chúng hôm nay về cái pháp tu theo dây bầu. Pháp tu theo dây bầu là mình phải tu từ thấp lên vậy đó. Sẵn đây có một vài câu hỏi Pháp Hòa xin giải đáp. Theo kinh A Di Đà là bài kinh thuộc thiền Nam truyền, sao tại sao Tịnh độ Trung Hoa lại chọn bài kinh này theo Tịnh độ? Thưa đại chúng, ở trong Phật pháp á, đây là Pháp Hòa giải thích thêm chút để cho các vị nào mà không có rành á. Thật ra Phật pháp không có chia Tịnh độ, thiền, mật gì hết á. Đức Phật là người đi thuyết pháp là tùy bệnh mà cho thuốc. Nhưng mà sau này các tổ muốn giúp cho những người sau của chúng ta dễ dàng trong sự nghiên cứu và học hỏi,
Cho nên các tổ đã hệ thống hóa lại tất cả những giáo lý thành ra những pháp môn riêng, để ai thích cái màu á, thì người ta nghiên cứu thẳng về cái mục đó mà đỡ mất công đi tìm kiếm. Cho nên các tổ Trung Hoa có chia ra 10 tông. Thí dụ ai thích chuyên tu thiền gọi là thiền tông, ai thích niệm Phật cầu vãng sanh gọi là tịnh độ tông, ai thích nghiên cứu về giới luật của nhà Phật gọi là luật tông, ai thích nghiên cứu về kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa gọi là Pháp Hoa tông, ai thích nghiên cứu về tâm lý của con người, những cái tướng trạng của tâm nó hiện khởi thì gọi là Pháp tướng tông. Như vậy tổng cộng chia ra 10 tông. Mà 10 tông này chỉ là tông phái hay là tông chỉ, mục đích thì ai thích về cái mục nào thì nghiên cứu về cái đó nó dễ hơn. Cho nên các ngài làm một cái công việc là vì chúng ta người sao mà các ngài hệ thống lại tất cả như vậy để chúng ta dễ dàng nghiên cứu. Thì đứng về phương diện niệm Phật cầu vãng sanh thì các ngài mới đưa ra ba kinh, chứ không phải riêng kinh Di Đà, gọi là Tam Kinh Tịnh Độ. Trong đó kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Ba bộ kinh này nói về Đức Phật Di Đà, nói về cảnh giới tịnh độ, nói về cái nguyện của Đức Phật, nói về sự vãng sanh. Và vì tin tu tịnh độ cầu vãng sanh cực lạc, cho nên quý ngài mới chọn ba bộ kinh này để làm cái giáo lý và cái pháp tu theo cái kinh đó. Về sau này ở Trung Hoa có thêm một vị tổ, ngài sinh khoảng 1861, đó là ngài Tổ Ấn Quang. Thì Tổ Ấn Quang cũng giữ ba kinh này, nhưng mà Tổ Ấn Quang thêm hai kinh nữa. Ngoài ba bộ kinh chính của tịnh độ thì ngài thêm hai kinh. Một là ngài lấy thêm kinh Hoa Nghiêm, mà cái phẩm thứ 40 là Phổ Hiền Hạnh Nguyện, thêm vào đó một phẩm kinh đó nữa. Và kinh Thủ Lăng Nghiêm, ngài trích một chương trong đó là Đại Thế Chí Niệm Phật Chương. Và từ đó chúng ta có một danh từ gọi là Tịnh Độ Ngũ Kinh, nghĩa là năm kinh của tịnh độ. Trước kia là chỉ có Tịnh Độ Tam Kinh, sau này ngài Ấn Quang thêm hai kinh nữa gọi là thành ra Tịnh Độ Ngũ Kinh. Như vậy người tu tịnh độ không phải chỉ tụng kinh A Di Đà không, nhưng mà tại sao phần lớn các nơi ta tụng kinh A Di Đà? Bởi vì kinh trong ba kinh, kinh Di Đà là ngắn nhất, còn nó cái thời lượng nó vừa chừng cho mỗi ngày công phu. Còn ai chọn kinh nào thêm làm cái nền tảng công phu cho mình thì tùy. Nhưng mà phần lớn các chùa chọn kinh Di Đà, bởi vì kinh Di Đà ngắn gọn, thuyết cảnh giới Phật A Di Đà ngắn gọn để đủ cái thời lượng cho thời kinh. Còn mấy quyển kia nó dài quá, nhiều khi trong một thời kinh tụng không hết. Vậy thôi. Cho nên nhờ và tất cả những kinh này nó thuộc về hệ thống kinh điển Bắc truyền chứ không phải Nam truyền. Thế nào là Nam truyền và thế nào là Bắc truyền? Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 150 năm sau, thì trong tăng đoàn của Đức Phật có những cái ý kiến khác nhau. Thì có một số các vị muốn hội nhập, muốn đem đạo Phật gần với người đời, hội nhập được với những cái nhu cầu của người đời để mà giáo hóa. Cho nên các vị này đi về phía Bắc Ấn Độ, cho nên gọi là Phật giáo Bắc truyền, truyền về phía Bắc. Còn các vị mà vẫn giữ nguyên của Đức Phật á, thì truyền về phía Nam của Ấn Độ, cho nên gọi là Nam truyền. Chúng ta nên gọi Phật giáo Nam truyền, Bắc truyền hơn là chúng ta gọi là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Tại vì hai cái từ này không có khéo hiểu đó thì nó sanh ra giống như trong đạo mà có một cái sự hơn thua giữa tiểu và đại. Nếu ai hiểu được cái nghĩa sâu sắc thì không có vướng. Nhưng mà bình thường chúng ta nghe chữ tiểu đại là bắt đầu nó có vấn đề vướng vấp ở trong đó.
Vì nếu cho nên để tránh trường hợp hiểu lầm, chúng ta nên gọi là Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Bắc truyền hơn là Phật giáo Đại thừa và Tiểu thừa. Đó, thì Pháp Hòa giải thích một chút vậy về vấn đề những vị nào muốn nghiên cứu về Tịnh Độ Tông, niệm Phật cầu vãng sanh. Rồi bây giờ mình đặt một câu hỏi, tại sao mình phải cầu vãng sanh Tịnh Độ? Tại vì có những chúng sanh người ta cảm thấy ở cõi đời này mệt mỏi quá, hơn thua được mất, rồi sống rồi chết, rồi sanh ly tử biệt, đủ cái khổ của thế gian. Cho nên các ngài thôi muốn đi về cảnh giới nào đó an lạc. Thật ra đó là một ý tưởng để giúp cho con người khi người ta khổ, thay vì người ta đi chết, người ta tự vẫn người ta chết, thì mình đưa ra một cái cõi giới để người ta phát tâm sanh về cõi đó. Mà khi người ta thuần thục cái tâm rồi, ta liễu ngộ được cái pháp rồi, thì tự khắc người ta không còn khởi cái tâm nữa, thì ngay nơi đó tâm đã tịnh. Mà tâm họ tịnh rồi thì họ được vãng sanh, họ không còn buồn khổ như trước kia nữa. Họ còn buồn khổ thấy cuộc đời sao chán nản quá, mới thương đó rồi ghét đó, mới ca tụng đó rồi chà đạp đó. Họ thấy cuộc đời này nó vậy cho nên họ chán. Mà thay vì mình để cho người ta chán vậy hoài, thì mình lại hướng cho người ta tu. Hướng cho người ta tu, mình mới nói, giới thiệu cảnh giới của Phật, mà chỗ đó không còn những cái buồn lo khổ não như vậy, như thế gian. Nhưng mà một khi họ tu, họ tâm họ thành tựu, họ đạt được rồi, thì ngay nơi này họ đã vãng sanh. Họ chưa kịp chết nữa, họ đã vãng sanh rồi. Giống như Ngạ Nan với cô Ma Đăng Già vậy đó. Cô Ma Đăng Già thương Ngạ Nan, rồi lên xin Đức Phật á, là cho Ngạ Nan ra đời để cưới cô. Rồi Đức Phật mới nói bây giờ Ngạ Nan là người tu mà có một chút chứng quả rồi, bây giờ cô ráng tu chứng quả giống Ngạ Nan đi, để vợ chồng nó tương đồng, chứ không thôi hai người không đồng. Thì cổ nghe vậy cũng có lý, cổ ráng cổ tu để được lấy chồng. Cho nên rồi cái cổ ráng cổ tu, khi mà cổ tu cổ đạt được cái chứng quả đó rồi á, thì cái dục nó đâu còn. Cái thì cổ mới lên cái cổ hỏi sao giờ có cần có chọn được ngày lành tháng tốt chưa. Cổ nói dạ thôi con nguyện. Thôi sao vậy? Dạ con đã chứng quả rồi. Mà người chứng quả thì không còn cái ý tưởng của tình cảm thế gian nữa, vượt được cái đó. Nhưng mà lúc đầu người ta chưa, thì mình phải mượn. Cho nên cái này nhà Phật cũng có từ gì, trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Trước thì mình ta muốn gì mình chịu người ta, nhưng mà khi ta thành tựu rồi thì mình lấy cái trí mình nhổ cái đó. Ông cấp cô độc, hay một cư sĩ mà có con không có thích đi tu, mà ông mướn nó đi nghe thuyết pháp không đó. Chỗ nào mà có chư tăng tới thuyết pháp, ông nói con tới con nghe bài pháp, cha trả con tiền. Rồi cái nó cũng vô nó ngồi vậy nó ngủ không à. Bị ông đâu có dặn lần hay gì đâu, chỉ biểu nó tới thôi. Rồi nó vô nó ngồi nó nghe nó ngủ không, nó về cái ông cũng phải trả tiền. Tại vì mình phải giữ vậy, lấy giữ thôi, mình quịch tiền nó mai mốt kêu nó không đi sao. Cái bữa khác ông nói bữa nay con đi nghe pháp mà con nhớ là con phải thuộc một cái câu gì mà Phật dạy về nói lại cho cha nghe. Rồi cái nó đi nó lẩm nhẩm hoài, lẩm nhẩm câu đó, các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt. Nhẩm riết nó thấm nhập cái nó ngộ cái về cái cha nó trả tiền nó khỏi. Phải không? Cho nên mình chưa hiểu pháp á, thì pháp nó đâu có thấm. Nhưng mà khi pháp thấm tâm rồi thì mấy cái kia mình không có khởi nữa. Cho nên quý vị ráng thuộc kinh đi. Thuộc kinh có lợi lắm. Tại vì khi nào mà tâm mình mà cái gì nó sinh khởi, những lời kinh nó đi ra, nó giống như thuốc bổ vậy đó. Bây giờ mình thiếu chỗ nào nó bổ chỗ đó. Thay vì mình uống một viên multivitamin, thì bây giờ mỗi ngày ráng thuộc bài kệ 4 câu thôi. Một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Nhớ không? Một câu niệm Phật tắt lửa sân si,
Phước đức ai bị, dạy gì không niệm. Thuộc câu đó cái mai mốt vừa nổi sân lên cái nhớ liền. Một câu niệm Phật tắt lửa sân si. Phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Lên chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình. Mặt lòng ai chật hẹp, riêng ta cứ rộng tình. Phải không? Lên chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình. Mặt lòng ai chật hẹp, riêng ta cứ rộng tình. Cho nên thuộc mấy cái đó thuốc bổ hết. Chuyện gì nó sanh ra thì chúng ta có một cái câu. Chuông chùa vang một tiếng, lắng đi bao ưu phiền. Niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Chuông chùa vang một tiếng, lắng đi bao ưu phiền. Trong lòng mình cũng thế. Niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Sao mình không thuộc mấy cái đó được? Mình thuộc thì mình được lợi. Cho nên ngày nào cũng uống thuốc bổ để bổ thân, mà không uống thuốc pháp để bổ tâm. Cho nên thân thì khỏe phì nhiêu, tâm thì triền miên khổ. Không được. Cho nên thân khỏe, tâm phải khỏe. Cho nên chúc nhau, chúc cho bác thân tâm an lạc. Bác phải an mới lạc được. Vậy thì đừng biến bốn chữ thân tâm an lạc chút không mà không thấy gì có kết quả hết. Năm nào cũng đi chùa gửi tên cầu an hết, mà nguyên năm cũng bệnh. Vậy sao kỳ vậy? Thế mình gửi tên cầu an thì mình cũng phải học pháp cho mình an. Như vậy nó mới tương đồng. Gửi tên cầu, nhưng mình cũng phải thực tập để cho cái cầu nó được. Cho nên mình kêu là ước muốn, phải không? Cầu nguyện. Cái bao lì xì á, nó có một cái bao, Pháp Hòa thấy bốn chữ: tâm tưởng sự thành. Tâm mà tưởng thì sự nó thành. Nhưng mình đừng chỉ có tưởng riết thở gì đây, tưởng tượng. Tưởng nó ra tượng, tưởng nó ra tượng mà không thành. Cho nên mình ghi trên cái bao thơ đó: tâm tưởng sự thành. Thì mình phải làm cho cái tâm mình muốn thì nó sẽ thành tựu được. Nhưng mà cái quan trọng là tâm mình phải khởi. Con đã quy y với thầy khoảng 10 năm trước, nhưng con đã làm mất quyển sổ quy y và không nhớ pháp danh của mình. Vậy bây giờ con phải làm sao? Thì nếu mà được thì một chút nữa vị Phật tử đây ghi lại tên họ, ngày sinh, địa chỉ, số phone, thì chùa sẽ tra lại cái sổ bộ, coi hộ khẩu của mình còn tên gì, chùa sẽ cấp hộ chiếu trở lại. Kính mong thầy hoan hỷ ưu tiên giải thích cho người bạn con biết rằng họ nói không có kiếp sau. Con có giải thích nhưng họ không tin. Ủa, mình không nói người ta không tin, mắc gì buồn. Xin đại chúng cho vài phút nữa rồi chúng ta sẽ hồi hướng. Thưa đại chúng là còn một chiếc nữa. M88SFP ở New Jersey. Bản xe này của New Jersey. Thật ra đó, cái vấn đề kiếp trước kiếp sau không phải do Đạo Phật sáng tác. Nó chỉ là một cái thời gian mà chúng ta nhận diện. Hôm qua là quá khứ, bây giờ là hiện tại, ngày mai là tương lai. Vậy thôi. Quá khứ là kiếp trước, hiện tại là kiếp này, ngày mai là kiếp sau. Mình tại vì mình nghe một kiếp, mình tưởng đâu là mình phải sống kiếp nào đó, nhưng mà thật sự mình không tin có kiếp nào hết, mình vẫn phải đi qua ba kiếp như bình thường. Hiểu ý không? Vấn đề vô thường, vấn đề nhân quả, vấn đề duyên sinh không phải của Đạo Phật sáng chế. Đức Phật không phải là người tạo ra những cái đó, mà Đức Phật là người thấy rõ những cái đó
đã đang có mặt trong cuộc đời này, thì Đức Phật nói cho mình nghe để mình nhận được chân lý, để mình khỏi mù mờ nữa thôi. Pháp Hòa ví dụ nè, chân lý vô thường. Hồi nãy mình đến đây là 5 giờ, bây giờ 7 giờ. Thì vô thường là gì? Là sự thay đổi. Hồi đó quý bác đang ngồi đây cũng một thời nghiêng thùng đổ gánh, giờ ngồi đây tóc bạc, già, yếu. Đó là vô thường. 10 năm trước quý vị gặp Pháp Hòa khác, bây giờ Pháp Hòa trở về đây sau 10 năm, Pháp Hòa già hơn 10 năm trước. Chuyện đó là chuyện bình thường, vì vô thường là thường. Như vậy Đức Phật đâu phải là người sáng chế ra vô thường, bắt mình phải tin nhận gì đó. Vô thường là một sự thay đổi, tiến triển trong cuộc sống này. Chỉ có chúng ta không nhận ra vô thường, cho nên chúng ta cứ mãi bị mê lầm về kiếp cuộc sống, về mọi pháp. Cho nên Phật chỉ cái vô thường để chúng ta sáng rõ vô thường, không mê lầm về những sự thay đổi, để chúng ta không quá khổ khi nó đổi thay. Và chúng ta còn nhận được vô thường, hiểu được vô thường để làm gì? Để chuẩn bị cho vô thường và an lạc thì với những gì trước khi nó vô thường. Cũng giống như cái bình hoa, trước khi nó héo, muốn chưng ở đâu trang trí nó đi, để nó héo rồi mình sử dụng không được nữa. Một món ăn, trước khi nó thiêu, nó hư, mình phải ăn, mình phải xử lý, không thôi nó hư ăn không được. Thành thử ra tất cả các pháp nó sẽ đi vào cái chỗ vô thường của nó, nhận được cái đó. Cho nên trước khi nó đi vào đó, chúng ta đừng phí nó. Một cái điển hình mà thực tế nhất đó là thức ăn. Mỗi khi mình nấu món ăn, trong lòng mình biết nó sẽ hư, cho nên mình thường hâm tới hâm lui để cho nó lâu hư hơn, giữ được tốt hơn, mở tủ lạnh. Nếu mình không nhận vô thường, làm sao mình cất tủ lạnh để làm gì? Tại sao mình phải hâm trước khi mình cất để làm gì? Tại sao mình ăn cho lẹ đi để không thôi nó quá đắp thì còn gì? Như vậy rõ ràng mình đã nhận chân được vô thường rồi đó chứ. Nhưng mà tại vì mình nghe vậy, mình cảm thấy như là ai đó đặt để cho mình phải tin cái này. Không, đạo Phật không ép uổng ai phải tin bất cứ cái gì hết. Đức Phật chỉ là người phát thấy ra cái đó bằng cái tuệ giác của Ngài. Ngài nói cho mình nghe, mình tin, mình nhận thì mình sống an lạc với nó. Mình không tin gì hết, mình vẫn phải sống với nó. Đó, bây giờ tôi không tin vô thường, tôi ghét vô thường, cũng phải vô thường thôi. Tôi không tin quá khứ, vậy tại sao nó hôm qua? Tôi không tin kiếp sau, vậy tại sao chị kêu là ngày mai? Vậy tại sao chị kêu là tháng tới, năm sau? Chị tin, chị gọi là tháng tới, năm sau, nghĩa là chị tin có cái sau rồi. Nói 2 năm trước, 10 năm trước, nghĩa là chị tin có quá khứ. Như vậy quá khứ, hiện tại, vị lai là thời gian. Cho nên chúng ta gọi là thế gian. Thế gian là gì? Thế là nói về thế giới, có Đông Tây Nam Bắc. Gian là nói về thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta sống trong cuộc đời này có Đông Tây Nam Bắc làm phương hướng, có thời gian, quá khứ, hiện tại, gọi là thế gian. Đó là mình giải thích theo cái chữ. Còn thế gian còn nghĩa là gì? Là sự rối rắm trộn rộn. Màu này phải pha màu kia nó mới đi chung, đen phải đi với trắng, chè sơn nước ăn với nước cốt dừa, mà không có phải thêm miếng muối mè, phải trộn vô. Trộn vô đi, người ăn không được nó ăn kỳ vậy. Nhất là cái món bánh tằm bì á, có bì, có nước cốt, trang nước mắm, người không biết ăn nước gì béo béo, ngọt ngọt, mặn mặn, ăn được. Thì người ăn không được đấy, này pha kỳ quá. Nhưng mà người ăn biết ăn á, mà không có nước cốt dừa, món tằm bì đâu ra món, phải không? Vậy thì cũng thế gian mà trộn vô các người thích người không, rắc rối. Phải vậy không? Cho nên mình không tin cũng sao hết, không có gì ảnh hưởng tới đạo Phật hết. Đạo Phật không có sáng chế một cái giáo lý gì để bắt mình phải theo cả. Mà Đức Phật là người thấy rõ mọi pháp, chỉ cho mình thôi. Từ cái vô thường, từ cái nhân quả, từ cái duyên sinh. Lá trà
lấy nước sôi đổ vô lá trà mới ra nước trà. Như vậy lá trà là một nhân, nước sôi là một nhân, hai nhân này duyên với nhau để có quả là nước trà. Đó là duyên sinh. Một mình lá trà không thể có nước trà, nước sôi mà không có lá trà không thể gọi là nước trà. Như vậy nước trà là một nhân, lá trà là một nhân, hai nhân này duyên với nhau ra quả. Như vậy nhân quả là một câu nói ngắn gọn, giữa nhân quả có cái duyên nó tác vào. Pháp Hòa nhận lời đi giảng ở Thanh Từ Thiền Viện. Vậy thì thầy trụ trì Thanh Từ Thiền Viện tạo cái nhân, rồi tạo thêm cái duyên là Pháp Hòa còn đi vòng vòng mấy bữa nữa nè. Vậy thì cái này gọi là duyên. Cái này, cái duyên này nó lây cái duyên kia. Thầy này nhường thầy kia, giới thiệu, thí dụ vậy. Rồi bây giờ mình nhìn vô lá trà, tự thân nó đâu thể có nếu nó không có cây trà, không có đất, không có sương, không có nắng, không có nước, không có người chăm sóc, làm sao có cây trà. Mỗi một cây trà thôi cũng thấy trùng trùng nhân duyên trong đó để có được cái quả là lá trà. Nước sôi đâu thể tự có nếu không có nguồn điện, không có lửa, không có bình nấu, không có người ta lọc nước đưa vô cho mình, lấy nước đâu mình nấu gọi là nước sôi. Nhìn một cái nước thôi cũng thấy hằng hà sa số nhân duyên trong đó. Anh không tin cũng đâu sao, nhưng mà anh cũng không lọt ngoài cái đời sống của nhân duyên. Anh ăn phở là chính, nhưng tại sao không có ngò gai anh cử? Như vậy ngò gai là duyên cho cái tô phở nó thơm, mặc dù không ai nói tôi ăn tô ngò gai cả. Ăn là ăn phở, nhưng nhờ có lá ngò gai, phải không? Người Bắc kêu là rau tàu. Ngờ có ngò gai, có lá quế, có giá, có ớt vân vân, có tương, có tương phở, tương ớt, nó ra một tô phở đặc thù. Mặc dù không ai ăn mấy cái đó cả, nhưng mà nhờ mấy cái đó nó duyên vô, làm cho tô phở thêm phần hương sắc. Như vậy thì đó là nhân duyên. Cho nên mình có nói gì ai không tin cũng không sao, không có gì trở ngại hết, không có gì phải buồn phiền giận cả. Nhưng mà người ta vẫn phải đi theo cái đó mà sống thôi, vì đó là một cái chuyện chi phối trong cuộc sống này. Từ nhân quả vô thường, nhân duyên, mà Đức Phật là người đã thấy cái đó và nói lên cái đó, để cho chúng ta thấy được chân lý là đạo lý của cuộc đời, để chúng ta không mê lầm khi các pháp, mà thậm chí chúng ta còn thấy rõ được sự hiện hữu của nó, thấy được sự hiện hữu của nó, sự nhân duyên của nó, mà không hề có cái sự khổ đau khi nó có và nó tan. Mà người hiểu được cái đó, khi nó có biết nó có, khi nó tan biết nó tan, thì gọi là giải thoát. Giải thoát không có nghĩa là đợi chết ở chỗ nào nó kêu giải thoát, mà giải thoát trong tâm tư của mình, không có chấp trước bất cứ một cái pháp nào. Tự thân mình giải thoát, tâm mình giải thoát và giải thoát hoàn cảnh. Cho nên thân, tâm và cảnh không vướng, gọi là giải thoát hoàn toàn. Cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng cuối tuần vui vẻ, ngủ ngon. Kính thưa đại chúng, tối hôm nay được sự cho phép của Thượng Tọa trụ trì, chúng ta cùng về tịnh xá Ngọc Phúc để ôn lại một chút lời Phật dạy, để thêm cái phần nhắc nhở chúng ta trên cuộc sống tu tập. Mong rằng đại chúng lấy cái ý nghĩa của cái hình ảnh cái dây bầu, dây leo để chúng ta tu tập. Chúng ta nương, hạt giống chúng ta nương, rồi lên, rồi chúng ta tỏa tàn và ra trái. Tu tập cũng vậy, chúng ta từ thấp đến cao để có được kết quả và che mát cho nhiều người. Chúc đại chúng an lạc, hạnh phúc.